Kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn, cũng mời quý cô chú anh chị bạn mà lưu cho anh Sang hôm nay thứ quý nha cô chú mà để nè, để biết nhiều ha, để cũ để đầy đủ lùng lực con sao lực con số kè rất là to bự nữa rồi. Đã không dành một clip cho cô chú người xem Sang chia sẻ ha. Rồi chào Linh ơi, chào cô chú anh chị. Bữa nay em có về 10 phôi thứ quý để giao lưu với cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0327 260 915, cũng là số Zalo của em. Địa chỉ của em là Long Phú, Sóc Trăng. Không làm mất thời gian của cô chú anh chị, em xin phép vô cây số 1. 10 phôi tứ quý không em cô chú anh chị. Đây cũ. Chỗ nơm cao. Chi cành ok, đều được. Cái này nhỏ chứ nó già cây lắm mà cô chú anh chị. Đây nhìn không chống là đều gan. Đây sổ rất là cao luôn. Đầu này đặc dữ luôn. Sạch luôn. Kẹo quá chứ. Thì cứ dán bonsai sẵn luôn, thân hơi lắc nhẹ. Coi tư quý. Rồi, em xin phép đo thông số ha. Được rồi. Để quá đẹp luôn, sổ đều 37 hoành. Sổ chung là 23. Đường kính bầu là 47. Thoát thân là 35. Tổng chiều cao là 66. Để em đo cái... Để đặt luôn cô chú anh chị. Để đặt nó là 112. Rồi để đặt sẵn luôn. Rồi cái số 1 này cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 5 triệu. Rồi 5 triệu cái số 1. Thôi tôi quý. Cây VIP này. Xin phép vô cây số 2. Cây này thì nó hút cái già cô chú anh chị ơi, mấy chục năm mà. Cái này hơi bị bự. Mà đế nó thì nó tương đối nó không được đẹp về hôm cô chú anh chị. Chỉ cành đẹp đều. Dạ. Nè nó nằm trong cái lưu còn chọn trong cái lưu, những lưu còn luôn cô chú anh chị. Để cái này để anh cũng nói một cái là cái này có nó có cọng rễ này nó hơi đen nha cô chú anh chị. Đây. Đó, còn mấy cọng này là không có đen nha cô chú anh chị. Em cũng có khử rồi, có cọng này là nó hơi đen nè. Tại cây nó nằm trong cái lưu. Cây này em cũng nói trước cây này em bao sống cho cô chú anh chị là 3 tháng. Nếu cô chú anh chị chồng cảm thấy mà nó không sống thì em hoàn tiền lại. Nên em bán giá nó không hơi tương đối tại do cọng đế này nó hơi bị đen. Ủ nụ. Như bút măng, chỉ cành đầy đủ. Rồi em xin phép đổi thông số ha. Cái này thì hoành lớn lắm. 53 hoành. Hoành 53. Đường kính bầu là 49. Thoát thân là 37. Tổng chiều cao là 100. Tại này em làm bầu hơi nhỏ nằm trọn trong cái lưu á cô chú anh chị. Cây bự quanh năm mấy. Chỉ cành đầy đủ đều. Rồi cây số 2 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 8 triệu. Cái này nhìn ngoài nó lớn lắm cô chú anh chị ơi. Mập ú quanh năm mấy. Cây số 2 8 triệu. Để cũng khá ok luôn. Cũng cân đối. Rồi em xin phép vô cây số 3. To bự. Chỉ cành rất là đều luôn. Đế sổ cũng khá là ok quá. Cái này đế nó sổ xuống đế nó cũng tương đối đều đều đó cô chú anh chị. Cái cành nó cũng đều đều. Cái cành thì cũng khá đều tứ diện luôn. Cành rồi, đều tứ diện. Rồi, thông số ha.
38 hoành. Cũng như 37 hoành đi coi chú anh chị ơi. Hoành 37. Xuống đi sổ. Sổ xuống là 24. Đường kính bầu là 40. Thoát thân là 38. Tổng chiều cao là 112. Rồi cái số 3 này cũng xin phép cho lưu với cô chú anh chị là giá 3.4 triệu. 3.4 triệu cái số 3. Với thú quý. Rồi mình xét cho cây số 4. Chỉ cần điều tứ diễn. Cái này chỉ cần nó cũng tương đối đều. Mà cái thân này nó gời nha cô chú anh chị. Ê, thân này nó gời. Đây là hai cây. Mà cô đấy, chú anh chị okay. Gỡ ra bên đây nó cũng vẫn còn đế. Đế để lực điệu luôn. Này cặp phu thê người ta mà gợi để cho đẹp quyện vào nhau ha, chỉ cần đầy đủ lùng lực luôn. Rồi đem đo ha, cái này cũng đo, cái thân lớn này cũng cũng khó đo lắm, cũng không đưa dây vô được. Em đo tổng hai thân nha cô chú anh chị, tổng hai thân nó là 53. Thân lớn này nó hào hào quá không được đâu, nó tầm ba mấy, tầm mấy 40, có khoảng 38. Dạ. Đường kính bầu là 50. Thoát thân là 20, tổng chiều cao là 47. Đế cộng nồi nó lớn lớn to to không mà cô chú anh chị. To bự. Cũng khá là đều kính luôn. Rồi cây số 4 này cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 4.5 triệu. Chỉ cần form mà ghép ok luôn. Rồi, xin phép vô cây số 5, cây số 4, 4.5 triệu. Dạ, phép đổi cây luôn. Một cây trắng bay. Cây số 5 này nó cũng nằm trong lưu nữa, coi chú anh chị. Đây, cái chậu chứ không phải là cái lưu. Đế này, đế cũng nằm trong cái lưu, cái khạp. Đó, đầy đủ luôn, đế cũng khá là đẹp. Đều. Nhìn nó không chấm nữa mà, đây là có đầy đủ luôn, để đầy đủ luôn. Con cục nó lui. Cái này quành nó lớn lắm mà nó bị cái lỗi hồi em chỉ cho cô chú anh chị. Cây này cái kiểu cây u cục á. Giống cây đực. Nó cuộn trong cái chậu nó thành cái cục tròn. Cục to á, lọc bự ra. Nó cuộn lên thì nó cuộn. Không gãy nó cô chú. Em quay chỉ cần cái cho cô chú anh chị xem đó, anh chị cái nó bị lỗi. Rồi mình cho cái lỗi cho cô chú xem nha. Cái lỗi này là nó xuống đây là khoảng cỡ tới đây nha cô chú anh chị. Tại em cũng có thọt cây em xử lý rồi chứ nó không có xuống sâu. Đây. Nó già là 2 tấc. 2 tay bít. Dạ. Thì ngang của nó là 5 cm. Để cô chú anh chị thấy chơi dạ, lũa. Nó có cái lỗi đó. Mà chỉ cần nó cũng tương đối được được lắm cô chú anh chị. Và em xin phép đo thông số ha. Quành lớn. Để cũng các lực cũng đều, con quế to to nó lực nó đều lắm. 47 quành. Hoành 47. Rồi nó dính nha, chạc cái đế vô đây ha. Chạc mới đến nó là 62. Đường kính bầu nó là 54. Sổ xong là 16. Thoát thân là 5. Thoát thân là 34. 34. Tổng chiều cao là 63. Tính thoát thân 5. Một cây nhắn bay rất đẹp ha, đế. Ok, đều, không trống. Game mình chơi lũa thôi chứ. Game khai thác sẽ là lũa. Cái này xuống không có sâu đâu cô chú anh chị, xuống tầm tới đây hả. Rồi cây số mấy đây quên rồi. Cây số 5 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 4.2 triệu. Cái này nó bị lũa, bán giá mềm là cô chú anh chị. Dạ. Cây bự. Cây 47 dạ. 48 hoành giờ nó có túi quý giờ nó cũng hiếm lắm cô chú anh chị. Cây những bài đầy đủ luôn. Số 5 4.2 triệu. Rồi, xin phép cây số 6. Form mà chỉ cần mình ghép cũng đầy đủ luôn. Chỉ cần đều đều. Đế cộng nó hơi nhỏ cho nó cũng tương đối đều lắm của chú anh chị. Nhìn không chấm, đều, đều tứ diện luôn, cũng khá là dày dày. Khá là vậy. Cây này thứ quý nó cũng già cây. Cái này nó bị tét cái da nhưng mà nó không có sao đâu cô chú anh chị. Tươi chân. Cái đó là nó liền ra già.
khô đó. Còn nó kéo thẹo cho da trong chân nè. Trắng. Này chắc do nhà vườn người ta ta giặt cái gì giặt nó đúng. Dạ. 38 hoành. Đường kính bầu là 45. Thoát thân là 28. Tổng chiều cao là 76. Rồi cây số 6 này cũng xin phép cho lưu với cô chú anh chị là giá 3 triệu. Rồi 3 triệu cây số 6. Rồi giá cây số 7 chơi. À, 10 cây mà 9 cây mới, 1 cây cũ cô chú anh chị. Cây lép rồi người ta chốt rồi cuối cùng người ta bẻ kèo em không gửi luôn. Cây đấy cũng ok đều luôn. Mấy tàu còn mấy cây này là mấy cây mới không? Cây này số 7. Đấy đều đẹp. Form này chỉ cành cũng ghép đầy đủ luôn. Tạo rất tàn rất gọn. Hôm mới về mình về tập chơi ghép dễ. Rồi, dễ chăm sóc. Lọc số ha. 39 hoành. Hoành 39. Đường kính bầu là 44. Thấp thân là 18. Tổng chiều cao là 50. Cái đẹp đó. Chạy đều ghen luôn. Rồi cái số 7 em xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 3 triệu 8. Bồ xe luôn lực luôn. 3 triệu 8. Rồi em xin phép cây số 8. Rồi phép đổi cây. Đây cây này là cây tiếp rồi nhà tầm hắn tầng nha cô chú anh chị. Một cây dáng siêu siêu. Cái này là nằm cũng lưu á cô chú anh chị. Để là khỏi chê đặc sệt luôn. Gốc nở. Dạ cây lắm là cây này. Cuồn cuộn luôn không chống luôn. Cắt là dữ luôn. Nó mạnh cây đó, cây nó kéo thẹo chứ. Giá mạnh này nè. Chỉ cành nó cũng đều tứ diện của chứ. Rồi để cho hết ra thông số ha. 36 hoành. Cái cụ đặt nội lưới đặt của nó là 126. Đặt sẽ sệt luôn. Đường kính bầu là 50. Sổ xuống là 22. Thoát thân là 40. Tổng chiều cao là 73. Cây siêu siêu đế cũ. Cái lưu đế cũ to đều. Cây này cũng già cây dữ dằn, nhịn lực lắm chứ. Già cây. Tại vì cây nằm trong lưu nó lâu lớn lắm cô chú anh chị. Rồi cây số 8 này cũng xin phép cho lưu với cô chú anh chị là giá 7 triệu. Cái cây nhựa cũng rất là mạnh luôn. Rồi cây số 8 7 triệu. Rồi em xin phép cho cây số 9. Đây cây này nó cũng nằm trong lưu nữa nè. Nó còn miếng lưu trong đây nè cô chú anh chị. Đây cái miếng lưu đó. Dạ. Cái này gom được cái củ to nè. Gãy cũng đều tứ diện luôn. Gốc này nở ngắt luôn. Dạ. Bọn xài, chơi bọn xài luôn lực, chỉ cành đều. Để mình ghép ha. Tất cảnh ghép ok. Rồi, sẽ khách ra phần số ha. Cái này nở gốc nó nở sạc sạc lắm cô chú anh chị. Cái này cái nó chạc chạc ra đều cân đối những lực cây luôn. Ba mươi bốn hoành. Hoành 34. Chạc không là 44. Đường kính bầu là 42. Thất sổ đây đồ, đồ sổ này, sổ nó tới đây nè nghe cô chú anh chị. Sổ là 24. Thoát thân là 24, tổng chiều cao là 49. Đẹp ha. Rồi cái số 9 này cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 3 triệu 2. Rồi tôi quý, cái số 9. Ủa nở sạc bự, đúng rồi, cái củ trầm bá luôn. Rồi máy. Xin phép vô cây số 10. Cây số 10 cũng là cây cuối clip nha cô chú anh chị.
chịu phù thề nữa. Cây này là nằm chính xác là trong cái chậu luôn á cô chú anh chị. Hồi xưa ta trồng hai cây lâu ngày nó thành cái bệ dưới này nó liền lại đó cô chú anh chị. Ngắt luôn. Dạ. Ôm, tay ôm vào nha. Okay. Quà quỷ. Này là xà xát luôn chị. Dạ, dạ nó dính liền với nhau chân luôn. Khỏi chê cái này, khỏi chê cái đế. Chính ngắt hết trơn. Kẹo luôn. Lại khỏi tháo ra luôn. Tháo cũng tháo không được. Tay nha. Ôm đâu. Để nó câu liền lại với nhau hết trơn. Này là vô phơm tàn nó cũng đầy đủ luôn. Ép vô là khỏi chê này. Trời ơi, trời đế đặt kẹo chứ. Đầy đủ luôn, đều động lực. Nó hồng luôn. Rồi, xin phép ra thông số ha. Dạ. Cái này cũng già cây. Cái này cây số 10 này cũng là cây clip rồi cô chú anh chị. Đo tổng tài trí này. Dạ, rồi. Em đo tổng hai thân là 51, 52 cô chú anh chị. 52. Rồi cái thân nó nằm kẹp ở đây, em đo mấy trên này nha cô chú anh chị. Thân bữa nay là 31. Thân này chắc 32. Chưa lên. Thân bữa nay là 28. Ủa, nhỏ hơn nha. Nhỏ hơn. 28. Đường kính bầu nó là 52. Cái này nó sổ nhẹ xuống là 15. Em đo tổng cái cục đế đặc này ha cô chú anh chị. Cụ đặc. Tổng cái cụ đặc nó là 107. Sọt cái ngắt luôn á. Rồi đế nó cũng đặc luôn. Cụ đế đặc luôn đầy đủ. Cây tử bên này là 30. Còn bên này là 43. Thóc thần là 17. Còn cây số 10 này cũng là cây clip, em xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 6 triệu. 6 triệu cây số 10. Túi phù thê. Đấy đặt cũ đều lùng lực cũng hút quá. Cái này cũng là cây mới hả cô chú anh chị? Em mới về luôn. Rồi, cũng là cây clip, em xin phép chào cô chú anh chị, chào anh Linh lên đây. Chào, chào anh Sang luôn. Rồi, tấm chào của cô chú anh chị các bạn luôn. Thì cô chú anh chị nghĩ cái nào hay tiếp cho anh Sang giúp kênh. Trân trọng kính chào.